Không biết đắc tội ai, bắn lén anh. Cũng may anh mạng lớn, bắn lệch. Cô Tất đến rồi à? Ngài Chino, xin mời ngồi. Gần đây tôi đã học một khúc nhạc nổi tiếng nhị hồ, Lương Tiêu. Để hai vị chê cười rồi. Mời cô Tất chỉ dạy dìu thêm. Dị hồ của ngài Chino đã kéo rất thành thạo rồi. Tôi đã không có tư cách để chỉ dạy ngài nữa. Không được, không được. Sao vậy đại ca? Đi tìm chị dâu cậu. Anh, sao mà nôn nóng động phòng như vậy? Đừng ăn đồ ăn của tôi đấy. Thúy Bình, ngài Chino, không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Phải phải, ngài Chino, tôi cũng phải cáo từ. Anh Trương bị thương nên về nghỉ ngơi trước. Cô Tất, cô ở lại uống thêm vài ly với tôi đi. Ngài Chino, hôm nay ngài cũng đã uống nhiều rồi, hay là tôi đưa Ngọc Huệ về trước? Không cần đâu, tôi sẽ phái người đưa Ngọc Huệ về. Vậy tôi xin cáo từ. Cáo từ. Uống tiếp đi. Ngài Chino, thật là ngại quá. Tôi thực sự không thể uống với ngài nữa. Muộn lắm rồi. Đứng lại. Ngài Chino, buông tôi ra. Ngài uống say rồi, bỏ ra đi. Cô Tất, tôi thích cô. Đêm nay ở lại với tôi đi. Làm người phụ nữ của tôi. Thả tôi ra đi. Cô Tất. Ngài Chino, ngài có dao có súng. Tôi chỉ là một thân nữ nhi yếu đuối. Ngài có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nếu ngài muốn dùng cách này để có được thứ ngài muốn, cuối cùng ngài chỉ có được cái xác mà thôi.
Ngài Chino.